Bạn đang nghe từ Phonos. Dạy con làm giàu phần 7. Ai đã lấy tiền của tôi? Who took my money? Độc quyền tại Phonos. Tác giả Robert T. Kiyosaki. Nguyễn Minh Thiên Kim Dịch. Nhà xuất bản trẻ. Lời tác giả quyển sách này dành cho những ai muốn kiểm soát đồng tiền của mình và muốn vượt khỏi mức lợi nhuận trung bình của những nhà đầu tư trung bình quyển sách sẽ không chỉ ra cho bạn chính xác bạn phải làm gì đó là vì bạn làm gì và làm như thế nào để trở nên giàu có thực sự là do bạn nhưng quyển sách này giúp bạn hiểu lý do một số nhà đầu tư đạt được lợi nhuận cao hơn những nhà đầu tư trung bình với ít mạo hiểm hơn và ít tiền hơn trong khoảng thời gian ít hơn nhiều. 90% những nhà đầu tư là nhà đầu tư trung bình và tiếp tục dành dụm và đầu tư vào các quỹ hưu trí của họ. Thông tin trong quyển sách này dành cho 10% những người muốn tự học để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, tăng thêm lợi nhuận đầu tư và đẩy mạnh tăng trưởng của danh mục đầu tư. Cảm ơn Robert T Kiyosaki. Lời giới thiệu Làm thế nào để biến 10.000 đô la thành 10 triệu đô la trong 10 năm? Lo sợ lớn nhất của người Mỹ là hết tiền khi nghỉ hưu, khảo sát của USA Today. Nguyên nhân chính khiến nhiều người gặp khó khăn tài chính là do họ đã nghe theo những lời khuyên về cách sử dụng tiền bạc của những người nghèo hoặc của những người bán hàng, người cha giàu. Những câu hỏi thường gặp Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải giải thích công thức của người cha giàu để biến một khoản đầu tư nhỏ thành một món lời cực lớn. Quyển sách này cũng là một cơ hội để tôi có thể trả lời một số câu hỏi thường gặp. Những câu hỏi mà tôi thường tránh trả lời như Tôi có 10.000 đô la, tôi nên đầu tư vào cái gì? Anh nghĩ tôi nên đầu tư theo kiểu gì? tôi có thể bắt đầu như thế nào? Lý do chính khiến tôi do dự khi trả lời những câu hỏi này là vì câu trả lời thực sự chính là Tùy bạn, những gì tôi sẽ làm thường không giống với những gì bạn nên làm. Một lý do nữa khiến tôi ngờ ngại là vì sau khi đã trả lời xong một cách thành thực và chính xác về những gì mình đã làm và mình có thể đạt được một mức lợi nhuận cao như thế nào, tôi lại thường nhận được những phản ứng như Ở đây, anh không thể làm điều đó được tôi không có đủ tiền không có cách nào dễ hơn sao sao lại có quá nhiều người thua lỗ như vậy theo tôi một trong những lý do khiến hàng triệu người thua lỗ hàng nghìn tỷ đô la là do họ muốn tìm kiếm những câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi nên đầu tư vào đâu và có rất nhiều người sẵn lòng cung cấp những câu trả lời dễ dàng chẳng hạn như hãy tiết kiệm tiền hãy đầu tư dài hạn và đa dạng hóa các khoản đầu tư giảm thẻ tín dụng và thoát khỏi nợ nần cuốn sách này không dành cho những người muốn có những câu trả lời dễ dàng nếu bạn thích những đáp án tài chính đơn giản hóa quá mức mà hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận được thì có lẽ cuốn sách này không dành cho bạn đối với hầu hết mọi người những câu trả lời của tôi có vẻ quá cứng nhắc hoặc quá khó khăn Cuốn sách này được viết cho những người muốn kiểm soát tiền bạc của mình và làm ra nhiều tiền hơn. Nếu bạn quan tâm đến điều đó thì hãy xem tiếp. Bạn có thể kiếm được 10 triệu đô la bằng cách đầu tư 10.000 đô la vào thị trường chứng khoán không? Có phải điều đó có nghĩa là sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có thể đạt được một kết quả tương tự với 10.000 đô la của mình? Một lần nữa, câu trả lời lại là: Mọi thứ tùy thuộc vào bạn. Có thể có một câu hỏi quan trọng hơn. Bạn có nghĩ là mình có thể biến 10.000 đô la thành 10 triệu đô la trong 10 năm bằng cách chỉ đầu tư vào quỹ hổ tương? Một câu hỏi tương tự với những người chỉ đầu tư vào bất động sản. Câu trả lời trong hầu hết trường hợp là không. Rất khó đạt được siêu lợi nhuận chỉ với một loại tài sản vốn là điều mà hầu hết mọi người đều đang cố làm nếu họ đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau và kết hợp sức mạnh của những gia tốc tài sản này lại với nhau điều đó sẽ tạo nên sự phối hợp đầu tư và giúp họ đạt được siêu lợi nhuận nỗi sợ hàng đầu của người mỹ trong một cuộc nói chuyện có một cô gái giơ tay hỏi tôi tại sao siêu lợi nhuận lại quan trọng đến vậy làm giàu từ từ cũng được cơ mà tại sao tiền bạc lại quan trọng đến vậy không phải hạnh phúc mới là quan trọng hơn hết ư mỗi khi tôi nói về chuyện tiền bạc và làm giàu luôn có một người nào đó trong khán giả tỏ thái độ hoài nghi tiền bạc không phải là điều quan trọng tôi đưa cho cô gái tờ báo usa today trong đó có một phát hiện cho rằng Nỗi lo sợ lớn nhất của người Mỹ là bị hết tiền. Trong khi nhờ cô gái đọc bài báo cho cả nhóm nghe, tôi viết lên bảng trò chơi tiền bạc. Mời các bạn xem hình ảnh số 1. Trò chơi tiền bạc được đính kèm trong ứng dụng. Sau khi cô đọc xong bài báo, tôi hỏi: "Chị nhìn ở đây và xem có quen thuộc không?" Tôi có nghe, cô trả lời: "Nhưng tại sao anh lại gọi đó là một trò chơi?" chỉ lên tấm bảng, tôi nói, ví dụ như một trận bóng đá được chia thành hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Ở đây, trò chơi tiền bạc của chúng ta được chia thành bốn hiệp. Với nhiều người, chúng ta thường ra trường vào khoảng 25 tuổi và về hưu vào khoảng 65 tuổi. Như thế nghĩa là trò chơi tiền bạc của chúng ta sẽ kéo dài 40 năm và một hiệp chơi dài 10 năm. Trong 40 năm này, chúng ta luôn hy vọng có thể dành dụm đủ tiền để sống khi về hưu. Tôi có thể kết thúc trò chơi rất sớm sau khi kết thúc hiệp 2, vào khoảng 47 tuổi. Vợ tôi, Kim, chiến thắng vào năm 37 tuổi sau khi vừa hết hiệp 1. Chị có hiểu tại sao tôi nói về một trò chơi không? Cô gái gật đầu, vẫn cầm tờ báo trên tay. Và nếu đến sau 65 tuổi mà người ta vẫn chưa có đủ tiền, thì anh gọi là hiệp phụ đúng vậy thực ra thì như thế có thể cũng tốt vì làm việc sẽ giúp người ta mạnh khỏe khác biệt duy nhất là phải làm hay muốn làm việc vậy hết giờ là anh vẫn còn sống nhưng lại quá yếu không thể làm việc được nữa tôi gật đầu đúng vậy và tôi hỏi xin đừng cho biết tuổi của chị nhưng xin chị cho biết chị đang ở giai đoạn nào của cuộc chơi hay là đã chiến thắng rồi Tôi không ngại cho anh biết tuổi. Tôi 32 tuổi, nghĩa là gần hết hiệp một của cái mà anh gọi là trò chơi tiền bạc. Cô ngập ngừng một chút. Và không, tôi còn lâu lắm mới thắng được. Tôi đang nợ ngập đầu vì phải trả tiền nợ học phí, tiền thuê nhà, thuê xe, tiền thuế và chi dùng hàng ngày. Bao nhiêu đó là gần hết số tiền tôi kiếm được. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, tôi nói Cảm ơn vì sự chân thành của chị và giả sử, khi chị bắt đầu giai đoạn thứ tư, ví dụ như khi 55 tuổi và chị vừa bị thua lỗ nhiều tiền trong thị trường chứng khoán, thì chị có thể đủ tiền đầu tư dài hạn được nữa không? Có thể chịu được một lần thị trường xuống giá nữa không? Có thể tiếp tục làm việc và chờ đợi trong khi số tiền chị kiếm được chưa đến 10% so với lúc còn trẻ nữa không? Không, cô trả lời. Giờ thì có lẽ chị đã hiểu tại sao có tiền là một điều quan trọng tại sao việc nâng cao hiểu biết tài chính và tạo ra lợi nhuận cao trong một thời gian ngắn với ít rủi ro là một việc quan trọng đến đây thì cô gái gật đầu để củng cố lại quan điểm của mình tôi nói giờ thì có lẽ chị đã hiểu tại sao lại thật vô nghĩa khi đánh cược tương lai tài chính của mình trên sự lên xuống của thị trường chứng khoán tại sao lại thật khờ khạo khi giao tiền cho những người xa lạ chỉ biết ngồi đoán xem chứng khoán nào là nóng và chứng khoán nào là nguội có ý nghĩa gì không khi phải làm việc vất vả và càng lớn tuổi thì lại càng phải đóng thuế nhiều hơn để rồi nhận ra mình không còn gì sau một đời làm việc vất vả không cô nói biết rằng cô gái đã hiểu tại sao việc kiểm soát tiền bạc của mình để thu được nhiều lợi nhuận hơn là một điều quan trọng tôi chậm rãi nói thêm và chỉ có hiểu tại sao nỗi lo sợ lớn nhất của người Mỹ lại là hết tiền khi về già hay không? Có, cô gái nói giọng trung trung. Cha mẹ tôi rất lo ngại nếu một ngày nào đó phải dọn đến ở với tôi. Tôi cũng lo ngại điều đó. Tôi rất yêu cha mẹ mình, nhưng tôi là con một, tôi có chồng và ba đứa con. Làm thế nào vợ chồng tôi có thể chu toàn được gia đình mình, nuôi cha mẹ tôi lúc về già, lo lắng chuyện học hành của bọn trẻ và lại còn để dành tiền về hưu cho mình nữa chứ. Đừng trở thành một nạn nhân. Một lần nữa, kháng phòng im lặng. Hẳn nhiên rất nhiều người cũng đang phải đối mặt với những thách thức tài chính tương tự như thế. Vấn đề quan trọng không phải là 10 triệu đô la. Tôi nhẹ nhàng nói. Vấn đề quan trọng là phải kiểm soát tương lai tài chính của mình. Vấn đề là các bạn phải học cách chơi trò chơi tiền bạc của chính mình chứ không để người khác chơi hộ tôi không nói đến việc phải làm giàu nhanh chóng dù các bạn hoàn toàn có thể vấn đề ở đây là hãy hiểu tại sao người giàu ngày càng giàu hơn và bạn cần phải làm gì để không trở thành một nạn nhân của trò chơi tiền bạc tôi không muốn trở thành một nạn nhân của nó và những người điều khiển nó nếu hiểu được trò chơi bạn có thể kiểm soát chặt chẽ hơn và có thể chịu trách nhiệm hơn về đồng tiền của chính mình và tương lai tài chính của chính mình. Vẫn không quá trễ. Tôi có thể chiến thắng không?" Cô gái hỏi. "Dĩ nhiên là có." Tôi đáp. Mọi chuyện bắt đầu với việc thay đổi thái độ, sau khi thay đổi thái độ, viết nên một kế hoạch 10 năm. Tôi xin nhắc lại, vấn đề không phải là làm giàu nhanh chóng, vấn đề là học chơi và tự chơi lấy. Một khi bạn đã biết cách chơi thì trò chơi sẽ thú vị hơn nhiều. Còn nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng, phải không? À, tôi không phải một nhà tiên tri với quả cầu thủy tinh, nhưng với ba đứa trẻ, cha mẹ đang về già, cùng những nhu cầu tài chính của vợ chồng chị, tôi có thể nói hiện nay trò chơi đang chiến thắng, chứ không phải chị. Xong không bao giờ quá trễ để bắt tay vào việc. Vì vậy, hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Đừng chờ đến khi cạn kiệt tiền bạc và năng lượng đừng nghe theo những lời khuyên tài chính tệ hại và đầu tư dài hạn chỉ để phát hiện ra rằng mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi và đừng cố gắng làm việc ngày càng vất vả hơn với hy vọng mọi vấn đề tiền bạc sẽ trôi qua hay tệ hơn là làm việc với một nỗi khốn khổ vì biết rằng mình không bao giờ có thể ngừng làm việc được đừng như hàng triệu người khác một ngày nào đó bừng tỉnh giấc và tự hỏi ai đã lấy tiền của tôi Cô gái gật đầu ngồi xuống. Tôi có thể thấy vẻ trầm tư hiện rõ trên gương mặt cô. Cô cần phải quyết định nên kiểm soát tiền bạc của mình hay chỉ đơn giản là trao nó cho một người khác mà cô hy vọng có thể khôn ngoan hơn cô về mặt tài chính. Đó là một lựa chọn mà chỉ riêng cô mới có thể quyết định được. Và đó là nội dung của cuốn sách này. Cuốn sách này nói về trò chơi tiền bạc và lựa chọn của bạn. Giao tiền cho một người khác để họ chơi giùm bạn, hay tự kiểm soát tiền bạc của mình, tương lai của mình và chơi trò chơi của chính mình. Như người cha giàu đã nói, nếu có thể kiểm soát tiền bạc của mình, con sẽ kiểm soát được cả cuộc đời con. Ông cũng nói, nếu con đưa tiền cho người khác, số tiền đó sẽ làm việc cho người khác trước khi nó làm việc cho con. Phần 1 Tôi nên đầu tư vào cái gì? Càng hiểu biết về đầu tư, bạn sẽ càng nhận được những lời khuyên đầu tư giá trị, người cha giàu. Chương 1. Hãy hỏi một người bán hàng. Nếu muốn trở thành một nhà đầu tư giỏi, một trong những điều đầu tiên cần học chính là cách phân biệt giữa một lời chào hàng và một lời khuyên đầu tư hợp lý, người cha giàu. Tôi có 10.000 đô la, tôi nên đầu tư vào đâu? Như đã nói trong phần giới thiệu, từ lâu tôi vẫn không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Một câu trả lời thích hợp cho một câu hỏi đơn giản như thế, thật không hề đơn giản người ta không ai giống ai cả. Chúng ta có cuộc sống khác nhau, mơ ước khác nhau, cảm nhận khác nhau, vốn hiểu biết tài chính khác nhau và khả năng chịu đựng rủi ro cũng khác nhau. Nói cách khác, những điều tôi sẽ làm với 10.000 đô la này có thể khác hẳn những điều bạn sẽ làm cũng với 10.000 đô la đó. Và những điều tôi sẽ làm với 10.000 đô la nếu như là 10 năm trước cũng sẽ khác hẳn những điều tôi sẽ làm với 10.000 đô la nếu là ngày hôm nay như einstein đã nói tất cả đều là tương đối cuối cùng sau khi bị quá nhiều người hỏi câu này tôi cũng nghĩ ra một câu trả lời thích hợp nếu bạn không biết phải làm gì với số tiền đó thì tốt nhất là hãy gửi nó vào ngân hàng và đừng nói cho ai biết là bạn có tiền để đầu tư cả tôi nói thế là vì nếu bản thân bạn không biết phải làm gì với tiền bạc của mình thì có đến hàng triệu người, đúng nghĩa đen là hàng triệu người sẽ biết có thể làm gì với món tiền của bạn. Nói về chuyện tiền bạc thì mọi người đều biết nên làm gì với tiền của người khác. Vấn đề của những lời khuyên. Vấn đề là không phải mọi lời khuyên đều tốt. Trong những cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán gần đây, phần lớn vì nghe theo lời khuyên của những người được gọi là các chuyên gia tài chính. Điều đáng buồn là những chuyên gia này mãi đến nay vẫn đang đi lòng vòng để đưa ra những lời khuyên tài chính và vẫn còn được rất nhiều người nghe theo. Trong các cuộc sụp đổ thị trường, các chuyên gia tài chính khuyên mọi người nên giữ tiền ở đó và thay vì bán chứng khoán đi thì người ta lại mua vào và giá càng giảm thì họ càng mua, ngay khi thị trường đang trên đà sụp giảm cùng cực. Trong giới giao dịch có một câu nói khi một tài xế taxi bắt đầu đưa ra những lời khuyên về một chứng khoán nào đó thì đã đến lúc phải bán chúng đi. Và có lẽ, câu nói này cũng trở nên mở rộng cho những nhà tư vấn tài chính nữa. Tiếng nói của sự sáng suốt. Trong tình hình cuồng loạn của những năm từ 1995 cho đến đầu năm 2000, người ta nghe thấy hai tiếng nói sáng suốt của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Alan Greenspan và Warren Buffett, người được xem là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Trong thời gian thị trường trao đảo, cái tên Warren Buffett thường được nhắc đến với những cuộc đầu tư khéo léo nhất. Các nhà tư vấn tài chính thường mượn danh ông để khuyến dụ mọi người. Họ thường nói, Warren Buffett đã làm thế này, Warren Buffett đã làm thế kia. Và khi cái tên Warren Buffett được nhắc đến thì hình như người ta có khuynh hướng bỏ tiền vào thị trường nhiều hơn. Nhưng điều mà các nhà tư vấn không nói được với những nhà đầu tư trung thành của họ lại là những điều mà Warren Buffett không làm. Trong bài phỏng vấn, nhà tiên tri của tất cả trên tạp chí Fortune năm 2002, ông Buffett nói, Tôi mua chứng khoán đầu tiên của mình từ 60 năm trước. Trong 60 năm đó, có đến 50 năm tôi chỉ mua những chứng khoán bình thường. Có lẽ trong 10 năm kế tiếp, tôi đã không thể tìm được gì cả. Một trong những lý do khiến ông không mua chứng khoán nữa rất đơn giản. Trong 10 năm đó, từ năm 1992 đến năm 2002, giá chứng khoán quá đắt đỏ. Tôi cảm thấy thật thú vị khi nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới lại không thể tìm thấy gì để đầu tư cả, dù hàng triệu nhà đầu tư và những nhà tư vấn khác lại tìm thấy đủ thứ phê bình nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Bài báo tiếp tục rằng, không lâu trước đây, nhất là khi thị trường bùng nổ đến đỉnh điểm, nhiều chuyên gia tài chính đáng kính và báo chí bắt đầu phê bình ông Buffett vì không tham gia thị trường. Một chuyên gia trong số này, Harry Newton, chủ bút tờ tạp chí đầu tư công nghệ, đã viết, hẳn là Warren Buffett đang tiếc đứt ruột làm thế nào ông ấy lại bỏ qua những cuộc cách mạng silicon vô tuyến dsl mạng công nghệ sinh học được cơ chứ một tháng sau thị trường công nghệ sụp đổ mang theo hàng nghìn tỷ đô la của các nhà đầu tư đến đây thì ai mới đang tiếc đứt ruột trả lời câu hỏi một lời khuyên tốt rất quan trọng để thành công về tài chính đã nhiều lần tôi ước gì mình có thể trả lời tốt hơn câu hỏi Tôi nên làm gì với 10.000 đô la? Chứ không chỉ bảo là hãy gửi vào ngân hàng. Sau nhiều năm im lặng trước câu hỏi này, nay tôi quyết định sẽ trả lời bằng cuốn sách này. Ai đã lấy tiền của tôi? Một câu hỏi cần được trả lời bằng một cuốn sách, đơn giản vì đó là một câu hỏi rất quan trọng. Cái giá của một lời khuyên tệ hại. Vài năm trước, khi đang ngồi trên taxi ra sân bay tình cờ tôi nghe trên radio cuộc trao đổi với một chuyên gia tài chính ông này nói đã đến lúc quay lại với thị trường chứng khoán vì sao vậy người dẫn chương trình hỏi vì tất cả đèn xanh đều đã bật nhà tư vấn tài chính này trả lời thị trường này đang tăng lên sau đó ông ta tiếp tục với hàng loạt những lời giải thích và nói về một thị trường chứng khoán tiêu chuẩn được nhai đi nhai lại về trước khi trong khi và sau khi thị trường sụp đổ. Tôi nhìn ra bên ngoài và chẳng buồn nghe nữa, cho đến khi người dẫn chương trình nói, bây giờ là lúc trao đổi với thính giả qua đường dây điện thoại. Người đầu tiên gọi đến chia sẻ, năm nay tôi 78 tuổi, vợ tôi 75, cách đây vài năm, chúng tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một danh mục đầu tư an toàn dành để về hưu. Chúng tôi đã bỏ một triệu đô la vào quỹ hỗ tương. Thật tuyệt vời, người dẫn chương trình nói vâng nhưng đó là cách đây vài năm giờ thì ông có bao nhiêu tiền vị chuyên gia tài chính hỏi đó mới là vấn đề người gọi điện nói khi thị trường bắt đầu sụp đổ tôi đã hỏi ý kiến của nhà kế hoạch tài chính của mình thế anh ta nói gì người dẫn chương trình hỏi anh ta nói y chang những gì mà vị khách mời của anh đang nói nãy giờ anh ta nói thị trường đang chuẩn bị tăng giá anh ta chẳng hề bảo chúng tôi đó là một cuộc sụp đổ thị trường nghĩa là anh ta chẳng hề nói thị trường có thể đi xuống hay quỹ hỗ tương là không an toàn rồi anh ta khuyên chúng tôi nên tiếp tục đầu tư dài hạn mua giữ và đa dạng hóa thế ông đã làm gì người dẫn chương trình hỏi chúng tôi làm theo lời anh ta ngồi chờ và nhìn thị trường tiếp tục sụp giá và khi giá cả hạ xuống anh ta tiếp tục gọi điện bảo chúng tôi mua thêm khi giá còn thấp thế ông có mua thêm không dĩ nhiên là có nhưng thị trường vẫn tiếp tục giảm giá và chúng tôi tiếp tục gọi điện cho anh ta vài tháng sau thì anh ta không thèm trả lời điện thoại của chúng tôi nữa sau đó chúng tôi mới biết là anh ta đã nghỉ việc và chúng tôi được giới thiệu với một người khác dù sao thì chúng tôi cũng vắt ốm lên khi mở thư của công ty đầu tư tôi không thể chịu nổi khi thấy số tiền của mình dành dụm cả đời nay lại từ từ biến mất khi thị trường sụp đổ Giờ thì chúng tôi không đủ sức làm việc kiếm tiền nữa và cũng chẳng biết mình có thể làm gì bây giờ. Thế ông còn lại bao nhiêu tiền? Người dưỡng chương trình lại hỏi. Uhm, sau khi anh ta không nghe điện thoại nữa, thì chúng tôi đã tự quyết định và bán hết quỹ hổ tường của mình. Vợ chồng tôi nghĩ có lẽ nên giữ tiền mặt thì tốt hơn. Sau khi bán xong, chúng tôi chỉ còn lại 350.000 đô la và gửi chúng vào ngân hàng. Cũng tốt, ít ra thì ông cũng còn lại một ít tiền, 350.000 đô la cũng là một số tiền đáng kể đấy chứ. Ừ, nhưng vấn đề là tôi chỉ được một phần trăm tiền lãi một năm thôi, 3.500 đô la. Thậm chí, nếu cộng thêm phúc lợi xã hội và chăm sóc y tế, thì cũng chẳng sống nổi với số tiền ít ỏi đó. Tôi e rằng chúng tôi sắp phải ăn vào tiền tiết kiệm của mình, mà nếu thế thì tình hình sẽ càng tệ hơn nữa. Anh có lời khuyên gì cho chúng tôi không? Ông có nhà cửa gì không?" Nhà tư vấn tài chính hỏi. "Có." Người gọi điện đáp. "Nhưng làm ơn, đừng bảo chúng tôi bán nó đi, nó là tất cả những gì còn lại của chúng tôi. Với lại, nó cũng chỉ trị giá 120.000 đô la thôi, mà trong đó chúng tôi đã cầm đến 80.000 đô la rồi. Chúng tôi nợ nhiều đến thế là vì khi tỷ suất lợi nhuận giảm, chúng tôi đã phải bù thêm tiền vào tài khoản và phải rút tiền từ giá trị ngôi nhà của mình." rồi chuyện gì xảy ra với số tiền cầm nhà đó người dẫn chương trình hỏi chúng tôi tiêu dùng chúng tôi phải sống nhờ số tiền đó vì vậy nên tôi phải gọi điện đến xin tư vấn thế đấy vậy anh có lời khuyên gì cho cặp vợ chồng này không người dẫn chương trình hỏi chuyên gia tài chính trước tiên tôi nghĩ ông không nên bán các cổ phần đi chuyên gia nói như tôi đã nói thị trường đang tăng giá trở lại nhưng nó đã tuột dốc suốt hàng năm qua thật kinh hoàng khi bị mất quá nhiều tiền đã dành dụm cả đời như thế ở tuổi chúng tôi đúng vậy tôi hiểu mà nhưng hãy nghe tôi nói đây chúng ta nên luôn luôn đầu tư dài hạn hãy mua và giữ nó hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình thị trường có lúc đi xuống nhưng rồi chúng sẽ lên lại như lúc này đây vậy giờ thì vợ chồng ông ấy nên làm gì người dẫn chương trình hỏi đã đến lúc quay lại, như tôi đã nói, thị trường đang tăng giá, hãy nhớ rằng trong 40 năm qua, thị trường chứng khoán đã tăng giá trung bình 9% một năm. Vậy anh cho rằng giờ là lúc quay lại với thị trường?" Người dẫn chương trình hỏi. "Đúng vậy," chuyên gia nói, "hãy quay lại trước khi lỡ mất cuộc đua kế tiếp." Đó là một lời khuyên tốt, người dẫn chương trình nói với ông già 78 tuổi, "Cảm ơn ông." Chiếc taxi đã đến sân bay, tôi dựng sôi máu. Làm thế nào người ta có thể tiếp tục với một lời khuyên cũ kỹ như thế? Tôi cảm thấy bực bội khi bước vào cổng. Khi xếp hàng chờ lên máy bay, tôi vô tình đọc thấy dòng tiêu đề của một bài báo cũ trong thùng rác. Các nhà đầu tư đổ tiền vào thị trường bất động sản. Tôi chỉ còn biết lắc đầu, lại lên rồi lại xuống. Một lời khuyên cũ rích khi máy bay rời phi trường, tôi bắt đầu nhớ lại lúc mình mới bước vào thế giới các nhà đầu tư với một kiến thức đầu tư thật ít ỏi. Đó là năm 1965, tôi 18 tuổi. Tôi mua những cổ phiếu quỹ hỗ tương đầu tiên của mình. Tất cả những gì tôi biết lúc đó là quỹ hỗ tương có liên hệ với phố Wall. Mà đầu tư vào phố Wall tại thời điểm đó là một ý tưởng thật tuyệt vời. Lúc đó tôi đang học ở Học viện Thương thuyền Mỹ tại New York, trường đào tạo sĩ quan trên các tàu chở hàng, tàu chở dầu, tàu chở khách và nhiều loại tàu thương mại khác. Là một học viện quân đội, chúng tôi phải mặc đồng phục quân đội, đánh bóng giày và bước hành quân vào lớp. Sinh ra và lớn lên tại Hawaii, với áo ngắn tay và quần sóc, tôi cảm thấy thật khó thích nghi với cuộc sống mới. Lúc đó đang là mùa thu, với lá vàng rơi lã tả, còn tôi thì đang chuẩn bị cho mùa đông đầu tiên của mình tại đó một buổi chiều tôi nhận được tin âm carlin muốn gặp tôi tôi chẳng quen ông carlin nào cả nhưng thường khi bạn là một sinh viên năm nhất thì bạn biết mình phải làm tất cả những gì được bảo và phải làm ngay lập tức mà không thắc mắc hãy bắt đầu đầu tư ngay từ khi còn trẻ ông carlin mỉm cười khi ngồi đối diện với tôi và hãy luôn luôn ghi nhớ bí quyết của các nhà đầu tư vĩ đại bí quyết đó là hãy mua và giữ hãy đầu tư dài hạn để số tiền của anh sinh sôi nảy nở và hãy luôn luôn ghi nhớ rằng anh cần phải khôn khéo và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với lời khuyên này tôi chỉ biết gật đầu nói vâng thưa ông thật sự lúc đó tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói chuyện gì nhưng sau bốn tháng tại học viện tôi đã được huấn luyện rất tốt việc ngồi thẳng người hay đứng nghiêm và nói, Vâng, thưa ông. Ông Carlin là một cựu sinh viên của học viện. Ông đã bỏ công việc trên tàu để chuyển sang lĩnh vực kế hoạch tài chính. Ông biết tất cả những khó khăn mà bọn sinh viên năm nhất như chúng tôi phải trải qua, vì ông cũng đã từng qua thời kỳ đó. Thay vì chỉ nói đơn giản, Vâng, thưa ông, tôi thật sự thắc mắc tại sao ông ta lại biết tên tôi và lại tìm gặp tôi tôi phải đầu tư bao nhiêu tiền? Tôi hỏi, chỉ có 15 đô la một tháng. Ông cười nói, 15 đô la? Tôi hơi giật mình. Tôi biết lấy số tiền đó ở đâu ra bây giờ. Tôi phải ở trường suốt ngày. Ông biết đấy. Xin nhớ rằng, lúc đó là năm 1965 và 15 đô la là một số tiền khá lớn đối với một sinh viên. Hãy kiên nhẫn. Ông Carlin vẫn mỉm cười. Học viện sẽ dạy kỷ luật cho anh, nếu tập được kỷ luật mỗi tháng bỏ ra 15 đô la, không lâu sau anh sẽ có một số vốn kha khá. Hãy nhớ luôn luôn đầu tư dài hạn. Dù đồng ý với mọi điều ông nói, nhưng tôi vẫn thấy ông nhấn mạnh quá nhiều hai chữ luôn luôn. Vì một lý do gì đó, cái từ này và cách ông ta nói nó bỗng khiến tôi hơi khó chịu. Thời gian là vàng bạc, tôi cần quay lại học bài nên không tranh luận gì mà đồng ý tất cả mọi chuyện. Sau khi chọn một công ty quỹ hỗ tương mà ông ta đề nghị tôi đầu tư vào, tôi đã ký một hợp đồng với ông ta và đồng ý mỗi tháng sẽ gửi 15 đô la để mua thêm cổ phiếu. Sau khi chuyện giấy tờ hoàn tất, tôi quay về với việc học và hầu như quên bản kế hoạch đầu tư của mình. Kể từ tháng 11 năm đó, tôi bắt đầu gửi đi 15 đô la mỗi tháng một lần. Kỳ nghỉ Giáng sinh Sáu tháng đầu tiên ở học viện thật vất vả. Đó là những ngày tháng khó khăn nhất trong đời tôi. Lần đầu tiên tôi xa nhà và lần đầu tiên được đến New York. Tôi bị buộc phải cắt tóc ngắn và chương trình học khá nặng. Trên hết là sinh viên năm thứ nhất. Chúng tôi không được phép rời học viện trừ lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh. Khi gió lạnh mùa đông tràn về hòn đảo Long Island South, tôi bắt đầu đếm số ngày còn lại cho đến lúc được nghỉ lễ. Tôi đã có đủ tiền trong tài khoản tiết kiệm để mua một chiếc vé về quê được giảm giá đặc biệt cho quân nhân. Cuối cùng, tôi đã trở về với khí hậu ấm áp của Hawaii. Sau vài ngày nghỉ ngơi chơi đùa với bạn bè, tôi ghé đến văn phòng của người cha giàu cùng với Mike, con trai ông. Trong cuộc hàng huyên, tôi vô tình nhắc đến khoản tiền đầu tư đầu tiên của mình vào quỹ hỗ tương tôi nhắc đến khoản đầu tư này chỉ để nói chuyện cho vui nhưng với người cha giàu thì coi đó là một chuyện thực sự nghiêm túc con đã làm gì ông hỏi con đầu tư vào một quỹ hỗ tương tôi trả lời tại sao ông không hỏi tôi đã đầu tư vào quỹ nào ông chỉ muốn biết tại sao mà thôi tôi bối rối nghĩ ngợi tìm một câu trả lời sao cho hợp lý và con mua cổ phiếu từ ai người cha giàu hỏi "Trước khi tôi có thể trả lời, còn có biết người đó không?" "Ừ, um, dạ có." Tôi ngập ngừng đáp, "Ông ấy cũng là cựu sinh viên đã tốt nghiệp học viện, ông ấy được phép đến trường để khuyến khích các sinh viên đầu tư." Người cha giàu cười khẩy và hỏi, "Vậy làm thế nào ông ta biết tên con?" "Con không biết, con nghĩ có lẽ ông ấy xin từ học viện." Một lần nữa, người cha giàu cười khẩy. Ông duỗi chân và ngồi ngã lưng ra sau, im lặng không nói gì cả. Cuối cùng, tôi hỏi, con đã làm gì sai sao? Người cha giàu tiếp tục im lặng một lúc rồi trả lời, không, trước tiên cha khen con vì đã bắt đầu một bước đầu tư đầu tiên. Rất nhiều người chờ đến lúc đã quá trễ hay thậm chí không bao giờ đầu tư cho tương lai của mình cả. Nhiều người ăn xài tất cả những gì họ kiếm được rồi ngồi đó trong chờ công ty hay chính phủ sẽ chăm sóc cho họ khi họ về già. Ít nhất thì con cũng đã làm được một điều gì đó. Con đã đầu tư bằng tiền của chính con. Nhưng con có làm gì sai không? Không, điều con đã làm không hoàn toàn sai. Vậy thì có gì đáng quan tâm? Tôi hỏi, có cách đầu tư nào tốt hơn sao? Có và không. Luôn luôn có những khoản đầu tư tốt hơn và có những khoản đầu tư tồi tệ hơn nhiều người cha giàu ngồi thẳng người lại cha không quan tâm đến việc con đầu tư vào cái gì lúc này cha đang quan tâm đến chính con con à tôi hỏi con thế nào cha quan tâm đến việc con sẽ trở thành một nhà đầu tư thuộc loại nào hơn là việc con đầu tư vào cái gì lời rau hàng hơn là kiến thức đầu tư con còn không phải một nhà đầu tư giỏi sao không không phải thế người cha giàu nói ông ta đã khuyên con nên đầu tư dài hạn mua giữ và đa dạng hóa có đúng thế không đúng vậy tôi khẽ nói vấn đề là lời khuyên đó chỉ là một lời trao hàng mà thôi người cha giàu nói đó không phải một cách tốt để đầu tư chứ đừng nói là để học đầu tư đó không phải là một cách tốt giúp con có thể có được những kiến thức cần thiết để trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan. Tại sao nó lại là một lời rao hàng? Tôi thắc mắc. Hãy suy nghĩ đi. Người cha giàu trả lời. Con có thể học được gì về đầu tư nếu mỗi tháng chỉ biết gửi đi 15 đô la là xong? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Không nhiều lắm, nhưng tại sao nó lại là một lời rao hàng? Con cứ suy nghĩ tiếp đi. Người cha giàu mỉm cười. Hãy nghĩ về lời khuyên đầu tư dài hạn, mua, giữ và đa dạng hóa. Cha sẽ nói cho con nghe chứ? Tôi hỏi. Không, dù sao thì cũng không phải bây giờ. Con chỉ mới 18 tuổi. Con còn rất nhiều điều phải học về thế giới thực. Lúc này, con đang có cơ hội để học một trong những bài học quan trọng nhất của đời người. Vì vậy, nên hãy suy nghĩ đi chừng nào con nghĩ ra tại sao nó lại là một lời giao hàng chứ không phải một lời khuyên đầu tư thì hãy nói cho cha biết hầu hết mọi người đều không phân biệt được điều đó đó là lý do vì sao rất ít nhà đầu tư trở nên giàu có và rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ họ thua lỗ vì họ ngỡ rằng một lời giao hàng là một lời khuyên đầu tư và bởi vì họ nghĩ rằng đầu tư dài hạn mua giữ và đa dạng hóa là một lời khuyên đầu tư khôn ngoan. Thực sự, giữa một lời rao hàng và một lời khuyên đầu tư có một khoảng cách rất lớn. Khi nghe người cha giàu nói, tôi bắt đầu hiểu được tại sao một người bán hàng lại rất thường nhấn mạnh hai chữ luôn luôn. Hàng triệu người mất hàng nghìn tỷ đô la. Như đã nói, ước tính hàng triệu người đã bị thua lỗ hàng tỷ đô la trong cơn suy thoái thị trường tại sao lại có quá nhiều người bị mất quá nhiều tiền như thế dù có rất nhiều nguyên nhân từ nền kinh tế suy yếu khủng bố tham nhũng cho đến báo cáo phân tích kém gian lận xu hướng thị trường và nhiều nhiều nữa nhưng rất ít người hiểu được nguyên nhân sâu xa bên dưới là do hàng triệu người đã tưởng làm một lời rau hàng thông thường là một kiến thức tài chính vững chắc nhiều người luôn luôn bỏ tiền ra, đầu tư dài hạn, ngay cả khi cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử đang diễn ra quanh họ. Tiền bạc không mất đi Michael Lewis là một cây viết về tài chính đáng kính trọng, nổi tiếng với các cuốn sách bán chạy nhất của ông. Layers Broker, Moneyball, The Big Short và Boomerang trong một bài báo đăng trên tạp chí New York Times Magazine. Lewis đã viết, những thua lỗ của thị trường chứng khoán không phải là những thua lỗ của toàn xã hội. Chúng chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Sau đó, ông mô tả những kinh nghiệm của chính mình trong thị trường chứng khoán. Ban đầu, tôi đã nhảy vào mua các cổ phiếu của Exodus Communications với giá 160 đô la. Sau đó, ngồi nhìn nó tăng lên đôi chút rồi sụp đổ hoàn toàn. Tiền của tôi đi đâu mất rồi? Không thể đơn giản là nó đã biến mất được. Nó đã rơi vào túi những người bán các cổ phiếu đó cho tôi. Những kẻ tình nghi ở đây có thể là A. Các nhân viên Asunas B. Một quỹ hỗ tương nào đó đã nhảy vào với cái giá IPO hoặc C. Một nhà giao dịch đã mua nó với giá 150 đô la. Hay nói cách khác, hàng nghìn tỷ đô la đã không mất đi. Chúng chỉ chuyển từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác mà thôi. Một số nhà đầu tư giàu lên, còn một số nhà đầu tư lại nghèo đi. Và đó chính là điều người cha giàu lo lắng về tôi. Một nhà đầu tư thuộc loại nào chứ không phải là đầu tư vào cái gì? Khi nào thì bán được? Lúc đó là năm 1965. Sau khi nhận thấy người cha giàu không vui vẻ lắm với khoản đầu tư đầu tiên của mình tôi nói thôi vậy con bán các cổ phiếu quỹ hỗ tương này đi nhé ông cười bảo không cha có bảo con bán chúng đâu có thể con đã phạm một sai lầm nhưng con vẫn chưa học được bài học nào cả hãy chờ đấy cứ tiếp tục trả tiền mỗi tháng cho đến khi con học được những gì cần học khi đó bài học này sẽ là vô giá và con sẽ có được một thứ còn quan trọng hơn tiền bạc nữa. Con sẽ biết được đâu là con đường để trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn. Nếu muốn trở thành một nhà đầu tư giỏi, một trong những điều đầu tiên con cần học là sự khác biệt giữa một lời trao hàng và một lời khuyên đầu tư không ngoan. Đầu tư dài hạn Khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh trôi qua, tôi về New York đi học lại. Thật khó khăn khi phải rời bờ biển Hawaii ấm áp để bước vào một mùa đông lạnh giá nhất ở New York. Theo lời khuyên của người cha giàu, tôi tiếp tục gửi tiền vào công ty quỹ hỗ tương này đều đặn mỗi tháng. Khi còn đi học, tôi thật khó lòng có dư tiền, nhất là vì gia đình tôi rất ít giúp đỡ trong chuyện tài chính. Ngoài ra, tôi còn cần những khoản chi phí thỉnh thoảng cho cuộc sống xã hội của mình nữa. Để bù đắp sự thiếu hụt này, nhiều ngày thứ bảy tôi phải sang các khu lân cận để làm những công việc lặt vặt, chỉ để kiếm được 2 đô la một giờ. Nếu một tháng làm việc một hoặc hai ngày thứ bảy, tôi có thể có đủ tiền để gửi đến công ty quỹ hỗ tương cũng như trang trải các chi phí cần thiết khác. Thỉnh thoảng, tôi mở báo ra đọc các trang đầu tư để xem quỹ hỗ tương của mình hoạt động thế nào rồi. Nó không làm được gì nhiều cả. Có vẻ như nó chỉ ngồi ì một chỗ như một con chó già lười biếng khoảng ba tháng một lần tôi nhận được một lá thư xác nhận của công ty này về ngân quỹ của tôi sau một thời gian tôi bắt đầu ngại mở lá thư ra vì tôi thường không thấy gì vui vẻ với những hoạt động của nó cả số cổ phiếu mà tôi sở hữu tăng dần lên nhưng giá mỗi cổ phiếu thì chẳng có gì thay đổi thật sự tôi cảm thấy mình thật dại dột khi mua một khoản đầu tư không phát triển như thế sáu tháng sau tôi lại về hawaii nghỉ hè khi tôi đến thăm người cha giàu, ông mời tôi đi ăn trưa. Khi chúng tôi đã vào đến nhà hàng, ông hỏi: "Quỹ hưu thư của con thế nào rồi?" Sáu tháng qua, con đã bỏ vào gần 100 đô la, nhưng cái quỹ đó không làm được gì cả. Khi con mới bắt đầu đầu tư, giá cổ phiếu khoảng 12 đô la, đến giờ thì vẫn là 12 đô la." Người cha giàu cười: "Bắt đầu mất kiên nhẫn rồi à?" "Ừm, uhm, con thích có cái gì đó hoạt động hơn một chút." tôi trả lời mất kiên nhẫn như thế là không tốt người cha giàu cười nói trong đầu tư kiên nhẫn là một yếu tố rất quan trọng nhưng quỹ này chẳng làm được trò trống gì cả tôi nhăn mặt nói người cha giàu cười to trước câu nói của tôi hẳn ông thấy nó buồn cười lắm cha không nói về cái quỹ cha đang nói về con đấy muốn trở thành một nhà đầu tư thì con cần phải học cách kiên nhẫn nhưng con đã rất kiên nhẫn rồi. Con để tiền trong đó gần 10 tháng này mà giá cả vẫn không có gì thay đổi cả. Như cha đã nói đấy, đó là những gì sẽ xảy ra với một nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn. Người cha giàu nghiêm khắc nói. Những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn thường đầu tư một cách vội vã. Vì thế, sự mất kiên nhẫn khiến họ bỏ tiền vào những khoản đầu tư không tốt. Những khoản đầu tư không tốt chỉ vì con không kiên nhẫn người cha giàu gật đầu. Còn nói chuyện với người ra bán quỷ hữu tương này trong bao lâu trước khi quyết định đầu tư? Khoảng một giờ, ông ấy hỏi về mục đích sống của con. Ông ấy cho con xem một số biểu đồ cho thấy chỉ số trung bình Dow Jones đang tăng lên. Ông ấy giải thích giá trị của việc đầu tư một số tiền nhỏ trong một thời gian dài. Và thế là con quyết định mua các cổ phiếu đó. Người cha giàu cười nói, dạ vâng, tôi đáp cha gọi đó là sự thiếu kiên nhẫn người cha giàu cười nói con đã đầu tư một cách nóng vội và bây giờ con đang nóng vội ngồi chờ trong khi khoản đầu tư của con không làm nên trò trống gì cả làm sao con có thể hy vọng tìm được một khoản đầu tư lớn khi mà trước tiên con không hề biết một khoản đầu tư lớn trông như thế nào cả và cũng chẳng buồn đầu tư thời gian để tìm kiếm nó gieo nhân nào thì gặt quả nấy sự mất kiên nhẫn của con đã khiến con tìm thấy một khoản đầu tư càng khiến con mất kiên nhẫn hơn nữa và hãy nhớ lấy điều này những khoản đầu tư tồi tệ nhất luôn rơi vào tay những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn nhất hiểu không nào con hiểu rồi tôi nôn nóng trả lời vậy là con đang lãng phí tiền bạc à không người cha giàu nói dứt khoát lúc này đừng lo lắng về chuyện con có làm ra tiền được hay không lúc này con đang được học một bài học vô giá hầu hết các nhà đầu tư không bao giờ học được bài học về sự thiếu kiên nhẫn đừng quá nóng vội hãy dành thời gian để học thôi được con sẽ dành thời gian để học bài học này lần tới trước khi quyết định đầu tư con sẽ kiên nhẫn hơn tốt đấy hầu hết các nhà đầu tư đều đổ lỗi cho khoản đầu tư của họ chứ không nhận ra sai lầm là ở chính họ trên thực tế vấn đề thực sự là ở nhà đầu tư chứ không phải khoản đầu tư lúc này con đã học được một bài học về cái giá của sự kiên nhẫn đó là một bài học khá tốt để bắt đầu nếu con muốn học nhưng con phải đi học suốt ngày con không có nhiều thời gian để học đầu tư và nghiên cứu đâu ngay sau khi tốt nghiệp và ra trường con cũng sẽ phải làm việc suốt ngày có thể con sẽ lấy vợ mua nhà và bắt đầu xây dựng một gia đình của riêng con khi đó chi phí sẽ tăng lên và con cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn nếu con nghĩ mình thật bận rộn khi còn là sinh viên thì hãy chờ đến khi đi làm lập gia đình và sinh con nếu hôm nay con nghĩ mình không có thời gian để học đầu tư thì ngày mai cũng vậy thôi và bởi vì sự thiếu kiên nhẫn sự lười biếng và những lý do biện hộ không thỏa đáng của con về việc không có đủ thời gian sau này con sẽ làm những việc đúng như con đã làm hôm nay đưa tiền cho những người hoàn toàn xa lạ mà chẳng biết họ làm gì với tiền bạc của con cả tôi ngồi yên lặng thấm thía những lời nói của người cha giàu tôi không thích những gì ông nói về tôi một chút nào cả thậm chí tôi còn cảm thấy giận dữ nếu ông ấy hiểu học ở một học viện quân sự là khó khăn đến mức nào phải gánh chịu một đống kiến thức học viện nặng nề phải tập thể thao và phải có một cuộc sống xã hội rộng rãi nữa hãy thừa nhận là con đang thiếu kiên nhẫn hãy thừa nhận là con chưa sẵn sàng và bận rộn quá nên không thể đầu tư thời gian để học cách trở thành một nhà đầu tư được như thế sẽ thành thật hơn là chỉ ngồi nói rằng con quá bận rộn rồi hãy thừa nhận là con không đủ kiên nhẫn để tìm một khoản đầu tư tốt vậy nếu thừa nhận những điều đó thì con sẽ không được than phiền là khoản đầu tư của con không hoạt động tốt đúng vậy và cũng không được phàn nàn khi khoản đầu tư của con bị thua lỗ người cha giàu cười mỉm. Ý cha là con có thể bị mất tiền trong quỹ hổ tương à? Tôi giật mình hỏi. Con có thể bị mất tiền trong bất cứ cái gì, nhưng con có biết điều gì còn tệ hơn cả việc mất tiền không? Con không biết, có điều gì tệ hơn thế? Điều tệ nhất khi con không chịu học làm một nhà đầu tư là con sẽ không bao giờ thấy được những khoản đầu tư lớn. Người cha giàu nói một cách đơn giản. Nếu không đầu tư thời gian, để học là một nhà đầu tư thì suốt đời con sẽ e ngại việc đầu tư và sẽ luôn nói rằng đầu tư là mạo hiểm và khi đã nghĩ như thế con sẽ tránh né việc đầu tư hoặc sẽ giao tiền cho những người mà con hy vọng là có thể đầu tư khôn ngoan hơn con nhưng điều tệ nhất là khi con tránh né việc đầu tư con sẽ bỏ qua những vụ giao dịch chân thực nhất thế giới con sẽ sống với nỗi sợ hãi chứ không phải niềm vui thú khi được tìm kiếm và phát hiện ra những giao dịch lớn khi con muốn được an toàn vì sợ thất bại con sẽ bỏ qua niềm vui thú của chiến thắng con sẽ bỏ qua niềm hứng khởi khi được giàu có hơn đó là điều tệ nhất khi con thiếu kiên nhẫn và không chịu đầu tư thời gian để trở thành một nhà đầu tư thật sự tôi suy nghĩ một chút rồi bỗng nhớ lại những lời trao hàng mà nhà tư vấn tài chính bán cho tôi các cổ phiếu trong quỹ hỗ tương đã nói như đọc được suy nghĩ của tôi người cha giàu hỏi thế ông bạn bán hàng của con có nói với con là trung bình thị trường chứng khoán tăng giá 10% một năm không dạ có ông ấy có nói tương tự như thế tôi đáp người cha giàu cười to đó là câu trao hàng tiêu chuẩn mà những người bán hàng này thường nhại đi nhại lại có lẽ ông ta cho rằng đó là một số lời khá lớn. Thực ra thì 10% lợi nhuận chỉ nhỏ như hạt cát mà thôi. Nhưng hãy hỏi xem liệu ông ta có thể bảo đảm số lợi nhuận nhỏ xíu đó được không? Dĩ nhiên là không. Mỗi năm ông ta sẽ gửi cho con một cái thiệp sinh nhật để cảm ơn. Nhưng chính ông ấy mới là người chiến thắng, còn con là kẻ chiến bại. Nhưng một thất bại lớn hơn nữa là con sẽ không bao giờ thấy được những khoản đầu tư lớn bởi vì con sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà đầu tư lớn nếu nghe theo lời khuyên của ông ta đầu tư dài hạn mua giữ và đa dạng hóa trên hết trong khi những khoản đầu tư tốt nhất rơi vào tay những nhà đầu tư hiểu biết nhất thì những khoản đầu tư tệ nhất và rủi ro nhất sẽ rơi vào tay những nhà đầu tư thiếu hiểu biết tài chính nhất cha muốn nói quỹ hỗ tương là dạng đầu tư rủi ro nhất ư không ý cha không phải thế người cha giàu nói bằng giọng hơi thất vọng ông suy nghĩ một hồi rồi bảo con hãy nghe đây cha sẽ nói lại một lần nữa cha không nói về khoản đầu tư cha đang nói về người đầu tư nếu là một người đầu tư không hiểu biết thì mọi khoản đầu tư đều là rủi ro có thể đôi khi họ may mắn nhưng nhìn chung về lâu dài dù có thu được nhiều tiền nhưng rồi họ cũng sẽ trả hết lại cho thị trường cha đã thấy một nhà đầu tư không hiểu biết bỏ tiền vào đầu tư bất động sản rồi biến nó thành một tài sản bị tịch thu để thế nợ cha cũng từng thấy một nhà đầu tư không hiểu biết mua một doanh nghiệp đang phát đạt nhưng rồi lại khiến nó phá sản và cha cũng từng thấy một nhà đầu tư ngây thơ mua các cổ phiếu của một công ty lớn khi giá cả lên đến đỉnh điểm thì lại không chịu bán đi sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ các cổ phiếu đó trở thành những cổ phiếu chết như vậy không phải khoản đầu tư là rủi ro mà chính nhà đầu tư mới là rủi ro tôi bắt đầu hiểu người cha giàu đang muốn nói gì ông đang cố gắng hết sức để tôi có thể nhìn thấy một thế giới mà rất ít người thấy được thế giới của một nhà đầu tư thực sự dừng lại một chút người cha giàu tiếp tục cha cũng từng thấy một nhà đầu tư chuyên nghiệp nhặt lấy một khoản đầu tư đã bị một nhà đầu tư tồi phá hỏng và giúp nó tăng giá trở lại và như thế nhà đầu tư tồi bị mất tiền và nhà đầu tư giỏi lại kiếm được tiền ý cha là một nhà đầu tư giỏi sẽ không bao giờ thua lỗ tất nhiên là không phải thế tất cả chúng ta đều có khi thắng khi thua điều cha muốn làm rõ ở đây là một nhà đầu tư giỏi luôn tập trung vào việc tìm cách trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn một nhà đầu tư trung bình thì luôn tập trung vào việc kiếm tiền Giờ thì hãy ngừng lại một chút và suy nghĩ về những gì còn đã học được. Đừng nghĩ đến chuyện còn kiếm được bao nhiêu hay thua lỗ bao nhiêu. Đừng tập trung vào tiền bạc. Hãy tập trung vào việc học để trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn. Vậy con sẽ không học được gì về đầu tư nếu chỉ biết hàng tháng gửi tiền đi và đầu tư dài hạn. Đúng vậy. Khi đó, không phải là con đang học là một nhà đầu tư, mà là đang học là một người tiết kiệm người cha giàu đứng lên, ưỡn người ra. Có lẽ ông đã quá mệt mỏi với việc nhồi nhét bài học đơn giản này vào đầu tôi. Quay lại nhìn tôi, ông hỏi, tóm lại, con đã học được gì từ khoản đầu tư quỹ hỗ tương của con? Con cần phải kiên nhẫn, cần phải dành thời gian để học cách đầu tư. Tại sao phải học cách đầu tư? Người cha giàu hỏi. Nếu không học cách đầu tư, con sẽ không có được những khoản đầu tư tốt nhất con sẽ bỏ qua một thế giới hào hứng mà rất ít người biết đến. Và như thế, nghĩ là nếu không chịu thay đổi, con sẽ trở thành một tay cờ bạc, chứ không phải là một nhà đầu tư nữa. Tốt đấy! Người cha giàu mỉm cười. Còn gì nữa nào? Tôi ngập ngừng. Con không biết nữa. Còn việc giao tiền cho một người hoàn toàn xa lạ thì sao? Con cũng không biết người lạ đó sẽ đưa tiền của con cho ai và những người này sẽ làm gì với số tiền của con còn có biết trong số tiền còn đưa cho họ chi phí phải trả là bao nhiêu và số tiền đầu tư thực sự là bao nhiêu không? còn có biết bao nhiêu tiền sẽ chui vào túi những người quản lý tiền của con và có đồng nào quay về với con không? còn có biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ thua lỗ số tiền đó không? tôi lắc đầu bối rối. Dạ không. vậy con có hỏi người đã bán quỹ hỗ tương này cho con là ông ta sống nhờ cái gì không? nhờ tiền lời đầu tư của chính ông ta hay nhờ hoa hồng trên số tiền mà con đã đầu tư với ông ta? Dạ không, tôi yếu ớt nói. Con đã không hỏi. Mâu thuẫn lợi nhuận Khi nhận ra mình đã sai lầm, ban đầu tôi cảm thấy thật sự giận dữ với ông Carlin. Nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ lại. Tôi là một nhà đầu tư. Tôi đã chọn đầu tư vào quỹ hỗ tương mà không đủ kiên nhẫn với khoản đầu tư của mình các nhà hoạch định tài chính kiếm tiền hoa hồng nhờ bán các khoản đầu tư này và những sản phẩm tài chính khác chẳng hạn như bảo hiểm cho các nhà đầu tư trung bình chúng ta cần học cách hỏi những câu hỏi đúng đắn chẳng hạn như có bao nhiêu chi phí liên quan đến quỹ hỗ tương này bao nhiêu hoa hồng cho anh sau vụ buôn bán này rõ ràng là tôi cần phải kiểm soát các quyết định tài chính của mình chứ không để người khác quyết định thay mình. Trở thành một nhà đầu tư hiểu biết. Như tôi đã nói, trong thế giới đầu tư, tiền không hề mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi. Đó là lý do vì sao tôi rất ngần ngại khi phải bảo ai đó nên đầu tư 10.000 đô la của họ vào đâu. Nếu một người không biết phải làm gì với tiền bạc của mình thì trước tiên họ nên đầu tư thời gian để học cách đầu tư trước khi đầu tư tiền bạc. Theo tôi, một trong những lý do cơ bản khiến hàng triệu người bị mất hàng nghìn tỷ đô la đó là do họ chỉ đầu tư tiền bạc mà không chịu đầu tư thời gian. Như vậy, nếu có ai hỏi tôi, tôi có 10.000 đô la, tôi nên đầu tư vào đâu? Tôi sẽ trả lời rằng, hãy đầu tư thời gian để học cách trở thành một nhà đầu tư giỏi trước khi đầu tư tiền bạc vào những thứ mà bạn hy vọng và ngồi cầu trời cho nó là một khoản đầu tư tốt hãy luôn ghi nhớ những gì người cha giàu đã bảo tôi nhiều năm trước những người không có hiểu biết tài chính thường chỉ nghe theo những lời trao hàng và nhầm lẫn một lời trao hàng là một lời khuyên và như vậy cuốn sách này nói về những gì mà người cha giàu cho rằng việc đầu tư vào đó là rất quan trọng tìm kiếm một sự đầu tư thật sự cho tri thức và hiểu biết trước khi đầu tư tiền bạc người cha giàu đã nói, càng hiểu biết về đầu tư, bạn sẽ càng nhận được những lời khuyên đầu tư giá trị. Bạn vừa hoàn thành chương 1. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như sách tóm tắt, truyện ru ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.